toàn và cảm ơn toàn thể quý vị. Ngắn ngày thì xin cảm ơn những chiếc ly của toàn thể ban lãnh đạo. Và ngay sau đây sẽ là một phần vô cùng là tuyệt vời, vô cùng là hấp dẫn và đặc biệt là vô cùng thoại não đến từ ban tổ chức của chương trình tất niên năm nay. Và sức khỏe phải nghĩ rằng với một hoạt động tiếp theo, và đây là một trong những thử thách, một trong những game show rất là thú vị mà công đoàn đã rất là dày công chuẩn bị hàng tháng rồi để chuẩn bị cho toàn thể các sếp cũng như là sếp của các sếp. Đấy, thế nên là bây giờ chúng ta sẽ xin mời các sếp nhà mình ra xếp một thành một hàng ngang lại. Vâng, xin mời các sếp đứng một hàng đối diện ạ. Đúng một hàng đối diện ạ. Dạ. Và bây giờ thì xin mời đạo cụ của chương trình ạ, vô cùng là kịch tính. Thưa quý vị thân mến, thử thách của chúng ta thì mang tên đó là thấu hiểu. Và ngày hôm nay thì xin mời xem là các ông xã, các bà xã của chúng ta hiểu nhau đến đâu. Với một cái thử thách thì cực kỳ đơn giản đó là mỗi một thành viên là chúng ta sẽ có một chiếc bảng và một mẫu vấn. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ trả lời 9 câu hỏi hại não đến từ ban tổ chức, đến từ công đoàn. Đó. Và trong vòng 10 tiếng đến, nếu như gia đình nhà mình mà không khớp đáp án thì công đoàn sẽ thu tạm thời với 3 câu hỏi đầu tiên, đây là 300.000. Và từ câu hỏi thứ 4 trở đi, nếu như còn sai và không có tâm đầu đi học thì chúng tôi sẽ tạm thu là mỗi một cặp đôi trả lời sai là 500.000. Và nếu như tất cả các cặp đôi của các sếp mà trả lời sai toàn bộ 9 câu hỏi của chương trình thì đương nhiên được phạt thêm đó là 2 triệu đồng. Đó. Và nếu như sau câu hỏi thứ 3 mà muốn mà được rút lui trở về bàn tiệc thì vui lòng tạm thời nộp 2 triệu đồng là được trả về. Và đặc biệt cực kỳ hấp dẫn đó là nếu như trả lời đầy đủ chính xác 9 câu hỏi của công đoàn đưa ra thì chắc chắn một điều rằng là toàn bộ số tiền từ đầu câu hỏi số 1 đến câu hỏi số 9 là cặp đôi đó được và để lĩnh toàn bộ phần thưởng. Đấy, tuyệt vời không ạ? Một là ăn cạn, 2 là ngã về không, là hết được không ạ? Và nếu quý vị cảm thấy một tuyệt vời hãy dành cho tất cả và lãnh đạo của tập đoàn một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Và đặc biệt nếu như không có cặp đôi nào mà chúng ta hoàn thiện thì đương nhiên là phần thưởng ấy được dành lại toàn bộ quý vị đang hiện diện trong căn phòng. Đó, nếu như quý vị cảm thấy hấp dẫn hãy dành những tràng vỗ tay thật lớn nữa để chúng ta cùng chào đón tiết mục đầu tiên. Đó. Các chị đã rõ luật chơi chưa ạ? Nếu anh đã rõ luật chơi chưa ạ? Tất cả chúng ta mà trả lời từng cặp đôi mà trả lời chính xác cả 9 câu thì chúng ta sẽ ăn toàn bộ giải thưởng của chương trình. Còn nếu mà trả lời sai cả 9 câu, ngoài cái số tiền nộp phạt của từng vòng, chúng ta còn mất thêm 2 triệu nữa. Từ vòng thứ 3, anh chị có quyền out game nhưng phải nộp 2 triệu đồng vào quỹ. Và chúng ta đã rõ luật chơi rồi đúng không ạ? Luật chơi rất là đơn giản. Mục đích của cuộc chơi là để cho anh chị là người ta vẫn nói một câu là đằng sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ. Và thuận vợ thuận chồng thì tát bể đông cũng cạn. Hôm nay thì chúng em không cần các anh chị phải tát biển đông, chúng em chỉ cần các anh chị thấu hiểu tâm tư của nhau thôi. Bây giờ để game show này bắt đầu thì em xin mời các anh quay lại phía đằng kia và các chị quay lại phía đằng này. Wow, phần tăng lên độ khó của game đúng không ạ? Vâng, anh Nam ơi. Có 10 giây ạ. Câu hỏi đầu tiên xin phép được bắt đầu như thế này. Một câu hỏi rất là dễ. Câu hỏi 1, tên viết tắt của tập đoàn Y Dược Việt Nam là gì? 10 giây bắt đầu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3, hết giờ. Xin mời các anh chị dừng bút ạ. Xin mời tất cả cùng hướng mắt lên sân khấu và cùng nổ một tràng pháo tay thật to ạ. Và chúng ta cùng kiểm tra điểm ạ. Và cùng kiểm tra đáp án ạ. Vâng, anh đang kiểm tra sức khỏe xem là có thành viên nào chúng ta biết sai không ạ, hay là chưa biết. Đầu tiên xin phép kiểm tra từ bên tay trái của tôi ạ. Đúng ạ. Và sai ạ. Wow. Anh Công mà sai thì người đối diện của anh Công cũng sai.
Chị Hằng đúng nhưng anh Cường thiếu ạ. Chị Phong đúng, chị Phượng thiếu cũng là sai. Chị vợ anh Hùng không thiếu cũng là sai ạ. Chị Hương đúng ạ. Chị sai. Và tất cả hôm nay chúng ta có hai người đúng không ạ? Và những người còn lại mỗi người xin phép là nộp vào quỹ P là 300.000 ạ. Vậy là mình nghĩ rằng là sau 9 câu hỏi thì có nghĩa rằng là cô FP nhà mình ạ vô cùng là béo. Và sẽ bằng nhà mình nộp hẳn 500.000. Vâng, ghi ạ. Vâng, xin mời chị Lan Anh sẽ ghi lại toàn bộ các thành viên. Câu hỏi đầu tiên là có những thành viên nào sai ạ? Mời chị Lan Anh ghi lại thành viên đầu tiên, câu hỏi đầu tiên những ai sai chúng ta sẽ ghi lại ạ. Một câu hỏi đầu tiên vô cùng dễ nhưng mà chúng ta vẫn có những trường hợp sai ạ. Các anh chị lên xem lại là đã hiểu nhau hay chưa? Vâng, xin phép anh Đăng có lẽ là điều khiển sẽ đọc cái câu hỏi tiếp theo. Đấy. Xin mời các anh chị chúng ta sẽ cùng quay đằng sau ạ. Câu hỏi thứ hai như sau thưa quý vị. Đó là website của tập đoàn là gì? Viết đầy đủ ạ, viết đầy đủ ạ. Website của tập đoàn ạ, vâng. Đây là niềm tự hào của tập đoàn Vinmec Group. Nếu như người biết sai đúng này thì chúng tôi không biết nói gì hơn. Anh chị ơi, website nhá, chứ không phải là tên viết tắt. Xin mời các anh chị sơ bảng. Có những người ghi được Việt Mất, có những người Việt Mất Group, có những người tập đoàn easy.vn, có những người tập đoàn vietmất.com, vietmất group.com, vietmất group.com.vn. Tóm lại là bây giờ anh đang kiểm tra sức khỏe đấy ạ. Khả năng là thu được toàn bộ 9 cặp đôi, 8 đôi. Vietmất group.com, kết quả được chấp nhận. vietmakegroup.com.vn tức là anh sai. Đến anh Tân vietmakegroup.com đúng không ạ? vietmakegroup.com.vn anh chị sai ạ. Anh vietmakegroup.com đúng ạ. Chị vietmakegroup.com tuyệt vời, xin cho vào trong cái một tràng pháo tay ạ. Wow. Chính xác. vietmakegroup.com kết quả sai ạ. Em tưởng là đúng mà xóa nhưng không đúng ạ. vietmakegroup.com ạ. vietmakegroup.com.vn sai ạ. Mọi người đang là với lại là chỉ có vợ chồng của anh Hưng là đúng thôi ạ. Xin mời các anh chị xóa bảng ạ. Và như vậy chúng ta đã thu lại là 6 × 3 1 cùng 8 cho việc thứ hai. Câu hỏi thứ hai thưa quý vị. Và tiếp tục chúng ta đến với câu thứ 3. Và câu thứ 3 này chúng ta sẽ tăng giá trị phần thưởng lên là 500.000. Và chúng ta kết thúc ở câu số 5 ạ. Và câu này ai out thì sẽ mất 2 triệu. Câu số 3 như sau. Biển số xe ô tô mới nhất của gia đình anh chị là gì ạ? Câu này mà không biết nữa thì có thể là chồng mua xe của riêng chồng và vợ đi xe của riêng vợ. Thôi 6, có biển số xe nhà mình 5, 4, 3, 2, 1. Biển số xe gần nhất ạ, biển số xe ô tô mới nhất ạ. Xin mời các anh chị sơ bảng ạ. Vâng, kiểm tra. Ở trên đây chỉ cần sai thôi. Anh Tùng là 30E15211 ạ. Vâng, kiểm tra 30E50112 ạ. Có thêm 500 rồi cả nhà. Đấy, biển số xe nhà mình là có nghĩa là bây giờ là mỗi người một anh xe. Anh Tân là 30E61307 ạ. Chị Hương là 61307, chính xác ạ. Tuyệt vời. Anh Hưng là 30F15950 ạ. 30F15950, đúng ạ. Chị Hằng là 41758 ạ. 41756, em xin lỗi. 41756, đúng tiếp ạ. Anh Bằng là 30F35030. 30F35030, đúng ạ. Wow.
30A31309 17. Anh Công là 30A39192 30A39192 đúng rồi ạ. À, mọi người cho các sếp một tràng pháo tay nữa. Ở anh đang em thấy là khá rồi ạ. Chúng ta đến với câu hỏi cuối cùng ạ. Câu hỏi này mà các anh chị không biết nữa thì rất là tiếc ạ. Câu hỏi như sau: máy giặt trong nhà anh chị là hãng gì ạ? Và câu hỏi này khá khó đấy ạ. Đặc biệt anh đã bao giờ phải làm nội trợ chưa ạ? Câu này thì các chị chắc chắn là biết ạ. Máy giặt của nhà anh chị là hãng gì ạ? Và gần 5 giây cuối cùng các chị ơi. 5 4 3 2 1 có thể dỡ bản ạ. Với kết quả này thì ban tổ chức cho phép là sai về chính tả một chút nhưng vẫn đúng về ý nghĩa là được ạ. Của anh Cường là Electrolux ạ. Electrolux đúng ạ. Được rồi. Của chị Phong là Electrolux ạ. Của anh Hoàng là LG. Wow. Của anh Tân là LG ạ. Của chị Hương LG đúng ạ. Của anh Hưng là Electrolux ạ. Của chị là Electrolux đúng ạ. Của anh Bằng là Electrolux ạ. Electrolux đúng ạ. Của anh Công là LG ạ. Không, kết quả này xin phép là không được ghi nhận ạ. Anh Công sai ạ. Anh ghi cả Electrolux và LG ạ. Con trai anh nhìn thấy anh ghi LG bên dưới cũng ghi LG ạ. Xin phép kết quả này không được công nhận ạ. Xin mời chị Lan Anh, giám đốc công đoàn công bố kết quả. Vâng, có ai trúng toàn bộ từ đầu tới cuối không anh? Và cái phần thử thách này chúng tôi thấy được rằng là các cặp đôi chúng ta hiểu nhau như thế nào, thấu hiểu công việc gia đình, thấu hiểu công việc trên công ty như thế nào đúng không ạ? Em xin phép được công bố kết quả như sau ạ. Gia đình anh Bằng là trúng một câu ạ. Gia đình sếp Hoàng là trúng một câu ạ. Gia đình sếp Tân là trúng một câu, trúng ba câu ạ. Gia đình anh Hưng là trúng ba câu ạ. Gia đình chị Hằng là trúng 2 câu và anh Công là trúng 1 câu ạ. Vậy là không ai được ấm toàn bộ giải thưởng của chương trình ạ. Và toàn bộ số tiền này thì ban tổ chức công đoàn sẽ cho vay ạ. Và lãi suất theo ngày là 30% ạ.